chào quý vị khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa bà con, khô hạn và xâm nhập mặn đang tiếp tục gây nên những thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất và gây ảnh hưởng nặng nề cho đời sống của người dân các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận. Tìm giải pháp chống hạn, giảm thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp đang tiếp tục là vấn đề cấp bách cần giải quyết của nhiều địa phương. Nội dung đáng chú ý này cùng những thông tin quan trọng liên quan đến sản xuất nông lâm ngư nghiệp sẽ được 365 ngày chuyển động hôm nay chia sẻ đến quý bà con. Xin mời quý vị và bà con cùng quan tâm đồng hành với chương trình. Tỉnh Lâm Đồng đầu tư gần 130 tỷ đồng xây dựng hạ tầng nông thôn, đảm bảo an sinh xã hội cho các xã nghèo, thôn nghèo và hộ nghèo. Khoan giếng chống hạn, cảnh báo hệ lụy suy giảm nguồn nước ngầm. Chuyên mục con số hôm nay, mít thái bất ngờ tăng giá mạnh Chuyện nhà nông, các tiên kiên cố kênh mương nội đồng Mở đầu chương trình hôm nay như thường lệ sẽ là những thông tin đáng chú ý được chúng tôi cập nhật từ tỉnh Lâm Đồng Thưa quý bà con, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo nhanh và bền vững, từ đầu năm 2019, tỉnh Lâm Đồng đầu tư gần 130 tỷ đồng xây dựng hạ tầng nông thôn, đảm bảo an sinh xã hội cho các xã nghèo, thôn nghèo và hộ nghèo. Ngoài huyện nghèo Đam Rông được thụ hưởng những chính sách theo chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, tại các huyện, các xã vùng xa, vùng khó khăn, nguồn vốn đã có tác động tích cực trong sản xuất và cuộc sống người dân. Các vấn đề điện chiếu sáng, nước sạch sinh hoạt, hệ thống đường giao thông nông thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng, dạy nghề, bảo hiểm y tế được đảm bảo. Qua đó tạo diện mạo vùng nông thôn khởi sắc, đời sống được cải thiện, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới đến nay còn 2,85%, tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số còn trên 10,52%. Liên quan đến câu chuyện sản xuất, theo thông tin từ Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm, Thủy sản Lâm Đồng, đến cuối tháng 7 năm 2019, toàn tỉnh đã phát triển 125 chuỗi liên kết sản xuất. Số lượng này tăng 5 chuỗi với diện tích là 565 ha, tương ứng sản lượng nông sản các loại gần 1.900 tấn một năm so với cùng kỳ năm ngoái. Cộng lũy tiến đến nay, tổng diện tích liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nông sản trên địa bàn Lâm Đồng hơn 17.800 ha, tổng số gồm 75 doanh nghiệp, 82 hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở nhỏ lẻ và gần 13.150 nông hộ tham gia sản xuất liên kết khép kín từ sản xuất, chế biến và tiêu thụ lâu dài. Đặc biệt, trong đó có gần 70 chuỗi liên kết sản xuất, chế biến nông sản đạt tiêu chuẩn chất lượng an toàn thực phẩm được các tổ chức trong nước và quốc tế cấp chứng nhận. Riêng hợp tác xã nông nghiệp tham gia chuỗi giá trị được đánh giá hoạt động khá tích cực, từng bước nâng cao hiệu quả. Cụ thể, gồm 22 hợp tác xã với 65 chuỗi sản xuất rau, 5 hợp tác xã với 5 chuỗi sản xuất cà phê, 4 hợp tác xã với 4 chuỗi sản xuất lúa. Thưa quý bà con, cây điều vẫn là cây trồng chủ lực tại huyện Cửa Ngõ, Đạo Oai, tỉnh Lâm Đồng. Để vật dậy loại cây trồng này, ngành nông nghiệp địa phương vừa trang bị cho nông dân kỹ thuật tỉa tán, thông canh và quản lý cây trồng tổng hợp nhằm cải thiện năng suất, góp phần nâng cao thu nhập nhằm giúp cây điều nhanh chóng phục hồi sau thu hoạch, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hạt điều năm 2020 và chủ động trong việc phòng trừ sâu đục thân, đục cành trên cây điều, ngăn chặn sự lây lan gây hại rộng trên diện tích canh tác điều của toàn huyện. Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Oai đã lập kế hoạch phát động đồng loạt ra quân tỉa cành, tạo tán, thăm canh và phòng trừ sâu đục thân, đục cành trên cây điều năm 2019. Người trồng điều còn học được cách tỉa cành, tạo tán cho cây điều nhằm hạn chế tàn dư sâu bệnh, tăng hiệu quả cành hữu hiệu và hạn chế che khuất nhằm làm tăng năng suất. Được biết, tổng diện tích canh tác toàn huyện là trên 8.400 hecta, trong đó diện tích điều trong giai đoạn kinh doanh là khoảng 7.500 hecta, diện tích điều giai đoạn kiến thiết cơ bản là 870 hecta, diện tích vận động thâm canh cho năng suất cao trong năm 2019-2020 là trên 1.880 hecta. Cả giai đoạn kinh doanh và kiến thiết cơ bản đều phải tỉa cành, tạo tán và bóng phân giúp cây nhanh phục hồi sinh trưởng sau thu hoạch để làm cơ sở nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hạt điều năm 2020 và các năm tiếp theo. Kết quả năng suất bình quân toàn huyện là 7,5 tạ trên hecta, đạt 97,76% kế hoạch. Liên tục chương trình khoan giếng chống hạn, cảnh báo hệ lụy suy giảm nguồn nước ngầm. Chuyên mục con số hôm nay, Mít Thái bất ngờ tăng giá mạnh. Chuyện nhà nông, các tiên kiên cố kênh mương nội đồng Thưa quý bà con, tại Quảng Bình, nắng nóng kéo dài khiến cho nhiều hecta đất trồng trọt có nguy cơ mất trắng do thiếu nước. Nhiều khu vực thậm chí không có nước sinh hoạt, nhiều giải pháp chống hạn như tu bổ công trình, nạo vét kênh mương, khơi thông luồng lạch đã được thực hiện. Tuy nhiên, do nắng nóng khô hạn kéo dài vào những tháng qua nên nguồn nước trên các hồ chứa đập dân có nguy cơ cạn kiệt khan hiếm. Hai ngày một lần, ông Nguyễn Ngọc Lẫm và hàng xóm tại thôn 8 xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình lại phải chung tiền để mua một xe nước sinh hoạt với giá 100.000 đồng. Gọi là nước sạch, nhưng thực chất đây cũng chỉ là nước giếng khoan được người dân hút lên đem bán. Đã gần hai tháng này, không chỉ gia đình ông Lẫm, nhiều hộ gia đình khác tại khu vực này hàng ngày cũng phải mua nước sinh hoạt với giá cao. Tuy nhiên, nhiều hôm còn không có nước mà mua với tình hình hoàn hẳn nguồn nước khó khăn thì nhân dân ở đây là chúng tôi phải mua nước ở các gia đình của khu vực ở trong khu vực ở trong, trong chân núi ba con là không có nước để mà sản xuất chỉ có tận dụng cái nguồn nước do gì để bà con sản xuất khoảng được 6 ha thôi trên tổng diện tích là 163 ha. Hiện nay, hồ vực xanh tại huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình có dung tích trên 3,2 triệu mét khối nước, cung cấp nước sản xuất cho 230 hecta đất canh tác. 10 năm nay chưa năm nào mật nước hạ thấp như vậy. Nhiều hồ sông, ngòi, ao tại Quảng Bình cũng lâm vào cảnh tương tự. Công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chống hạn như tu sửa công trình, nào vệt canh vương, khơi thông luồng lạch. Đặc biệt là công ty đã lắp đặt 10 trạm bơm dầu giả chiến tận dụng tối đa nguồn nước trong các áo đầm luồng lạch để bơm. Tuy nhiên do nắng nóng khô hạn kéo dài trên diện rộng nên lượng nước trên các hồ chứa đập dân có nguy cơ cạn kiệt. Huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn hiện có trên 3.000 hecta đất sản xuất nông nghiệp bị nhiễm mặn với nồng độ cao. Nếu sắp tới, vùng này không có mưa lũ thâu chua rửa mặn thì diện tích trên không thể trồng lúa. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng còn có thể kéo dài đến hết tháng 8. Do đó, trong thời gian tới, Quảng Bình cần ra soát tất cả các công trình thủy lợi và cân đối điều tiết nguồn nước. Cũng câu chuyện khô hạn và xâm nhập mặn tại địa phương liên kề với tỉnh Quảng Bình, đó là tỉnh Quảng Trị. Hiện nay, nhiều con sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang bị xâm nhập mặn nghiêm trọng. Hàng ngàn hecta lúa ở Quảng Trị có nguy cơ mất trắng. Trạm bơm của hợp tác xã Bắc Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị hơn 2 tháng qua không thể hoạt động do xâm nhập mặn. Thường thường hàng năm là cuối tháng năm nhiễm mặn những đầu tháng năm là bị nhiễm mặn rồi. Chúng tôi là có là 20 hecta là bị nhiễm mặn và là nếu như mà nhiễm mặn nhiều thì chúng tôi sẽ bỏ 20 hecta đó. Theo các ngành chức năng ở Quảng Trị, hiện tình hình xâm nhập mặn đã lấn vào sâu khoảng 20 đến 25 km trên các con sông nặng nhất là khu vực sông Bến Hải, độ mặn dao động từ 19 đến 26 phần nghìn. Bên cạnh đó, các hồ đập thủy lợi đang ở mức rất thấp, điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất lúa ở Quảng Trị. Trên địa bàn Quảng Trị hiện có khoảng 3.500 hecta lúa bị thiếu nước tưới, trong đó có khoảng 1.000 hecta lúa đang bị chết dần do nước nhiễm mặn. Chúng tôi đang còn cùng với các địa phương là tập trung điều tiết cái nguồn nước ở các cái hồ chứa chuyển đổi khoảng gần 1.000 hecta từ diện tích trồng lúa qua các cái cây trồng cạn kiên nghị với Trung ương quan tâm nguồn kinh phí hỗ trợ kịp thời để giúp cho địa phương trong vấn đề tổ chức chống hạn. Tình hình nhiễm mặn ở Quảng trị đang có nhiều diễn biến phức tạp. Nếu hạn hán tiếp tục kéo dài, diện tích bị xâm nhập mặn sẽ còn lan rộng, gây thiệt hại nặng đối với sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới. Việc nắng hạn kéo dài tại các địa phương từ Thanh Hóa đến Bình Thuận khiến cho bà con nông dân phải làm mọi cách để tìm nguồn nước tưới cho cây trồng. Và một trong những giải pháp đang được nhiều nơi thực hiện đó là khoan giếng chống hạn. Tuy nhiên, việc khai thác ồ ạt nguồn nước ngầm đang đặt ra nhiều vấn đề đáng lưu tâm. Câu chuyện được chia sẻ từ tỉnh Phú Yên sẽ lý giải cho chúng ta những lo ngại này. Mời quý bà con cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây. Để cứu hơn một mẫu ruộng khỏi tình trạng khô cháy vì nắng hạn, ông Huỳnh Khá phải bơm nước liên tục từ hai giếng khoan cách nhau chưa đầy nửa mét. Nếu mà một thời gian đây mà coi như không mưa thì chắc có lẽ là coi như cỡ hai cái giếng của tôi đây là cũng bị hãm. Hãm thì coi như số lúa đây cũng bỏ cho lái nước đầu tứ. Ở xã Hòa Thịnh bây giờ, hầu như nhà nào cũng có ít nhất hai giếng khoan như nhà ông Khá. Khi nguồn nước từ các hồ đập đã cạn kiệt, khoan giếng tìm mạch nước ngầm là giải pháp mà những nông dân ở đây có thể làm để cứu lúa khỏi khô hạn. Một thống kê nhỏ chỉ riêng thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, năm 2018, cả thôn chỉ có hơn 90 giếng khoan, thì đến thời điểm này, số giếng được khoan trên địa bàn thôn đã lên đến con số 187 giếng. Và chắc chắn tình trạng này không chỉ riêng ở thôn Mỹ Điền. Còn là khoảng còn dưới là khoảng hết bạc nhưng mà bơm nước thì còn hai 3 ngày là đứt nước mất thì bà con tự giác khoan lại một cái giếng khác. Chưa khi nào tình trạng thiếu nước lại diễn ra gây gắt như năm nay. Những giếng nước trước giờ chưa hề cạn nay lại rơi vào tình trạng khô đáy. Số hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn xã hiện đã lên đến hơn 700 hộ. Nhiều người đã nghĩ đến nguyên nhân do việc khai thác mạch nước ngầm quá mức từ những chiếc giếng khoan chống hạn và điều này không phải không có căn cứ. Việc mà cái bảo vệ nguồn nước, quản lý cái vấn đề mà khai thác nước ngầm cho phục vụ nuôi trồng thủy sản cũng như là nông nghiệp thì cần phải quản lý chặt chẽ. Tìm nguồn nước để chống hạn là việc làm cần thiết với nhiều nông dân lúc này. Thế dân với việc khai thác nước ngầm ồ ạt à quá mức như hiện nay, nguy cơ tụt giảm mạch nước ngầm là điều hoàn toàn có thể xảy ra và thực sự đang hiện hữu ở không ít vùng nông thôn Phú Yên mà Hòa Thịnh là một ví dụ. Nếu không có những giải pháp quản lý kịp thời, hệ lụy của nó chắc chắn sẽ không dừng lại ở con số mấy ngàn hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt như bây giờ quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục con số hôm nay. Từ hơn 2 tuần qua ở các tỉnh miền Tây, mít Thái quay đầu tăng giá mạnh với giá cao nhất lên đến 52.000 đồng mỗi ký. Theo đó tại Cần Thơ, thương lái mua mít loại 1 trái to trên 8 kg một trái, vào ngày 23 tháng 7, giá vượt lên mức 52.000 đồng một ký, mít loại 2 từ 6 đến 8 kg một trái giá 30.000 đồng một ký, mít loại 3 từ 4 đến 6 kg một trái giá 20.000 đồng một ký. So với những tháng đầu năm 2019, giá mít đã tăng chạm mức cao nhất 35.000 đến 45.000 đồng mỗi ký và có thời điểm trên 50.000 đồng đến 60.000 đồng mỗi ký. So với nhiều loại rau quả khác thì một trái mít trọng lượng trung bình hơn 10 kg nông dân thu hơn nửa triệu đồng. Dù mít tăng giá nhưng mà theo cuộc trồng trọt, khi giá thu mua mít thái xuất khẩu sang Trung Quốc ở mức cao, nông dân tại một số tỉnh thành mở rộng diện tích, kể cả một số địa phương ngoài vùng quy hoạch, thiếu tính ổn định có nguy cơ rủi ro. Tuy nhiên, nhiều nông dân thì lại lý giải cây mít dễ trồng, nếu trồng giống mít siêu sớm sau 1 đến 2 năm cho trái, trồng xen trong vườn hay ngoài bờ thửa thu hái vài năm chi phí ít tính ra cũng không lỗ lãi gì nhiều Dù vậy, việc tăng diện tích tự phát chắc chắn sẽ kéo theo nhiều nguy cơ Nên trong công tác quản lý nông nghiệp, các địa phương cần lưu ý và khuyến cáo nông dân Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho một chuyện nhà nông Chia sẻ những câu chuyện mô hình sản xuất đáng chú ý của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng Cùng với công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao năng suất sản lượng của ngành nông nghiệp địa phương, trong những năm qua, huyện Cát Tiên đã chú trọng đến việc đầu tư hạ tầng thủy lợi, đặc biệt là hệ thống kênh mương nội đồng. Điều này không chỉ đảm bảo cho nguồn nước tưới phục vụ sản xuất mà còn giúp cho người nông dân yên tâm đầu tư canh tác. Cánh đồng lúa thôn Cao Sinh, xã Gia Viễn, những ngày này, bà con nông dân đang tích cực thăm đồng, chuẩn bị thu hoạch để xuống giống cho niên vụ tiếp theo. Gia đình chị Vũ Thị Tuyết canh tác gần 1 hectare lúa. Chị Tuyết cho biết trước đây do không chủ động được nguồn nước nên gia đình chị chỉ sản xuất hai vụ. Tuy nhiên vài năm trở lại đây do hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng được đầu tư trải dài đến tận đồng ruộng nên những người nông dân như chị Tuyết rất yên tâm sản xuất, mở rộng lên 3 vụ lúa mỗi năm chuẩn bị tới năm vụ thì mình đi mình dọn vết canh mương cho sạch sẽ nước thì tháo ra tháo vô thì thoải mái toàn xã gia viễn hiện có trên 1.900 hecta đất sản xuất trong đó lúa là cây trồng chủ lực hiện nay theo đánh giá 100% cánh đồng lúa và hoa màu trên địa bàn đã được đầu tư hệ thống kênh mương nội đồng cùng với đó hàng năm trước mỗi niên vụ sản xuất chính quyền địa phương đều huy động người dân tập trung nạo vét kênh mương để khơi thông dòng chảy phục vụ nguồn nước tưới và địa phương thì cũng phối hợp với lại các thôn là hàng năm là nạo vét cái kênh mương để dẫn nước về tận ruộng rồi là bê tông hóa những cái con mương cho bà con thuận tiện lấy nước đảm bảo cho cái việc sản xuất một số bà con đã hiến đất tạo mọi điều kiện để cho địa phương hoàn thành cái chương trình là mương máng bê tông hóa Thống kê trong 5 năm trở lại đây, huyện Cát Tiên đã xây dựng mới trên 20 km kênh mương nội đồng, nâng tổng số trên 140 km kênh mương nội đồng trên địa bàn huyện được kiên cố hóa. Song song đó, địa phương còn tiến hành nâng cấp các trạm bơm, hồ chứa nằm trong vùng trọng điểm về sản xuất nông nghiệp để kịp thời đáp ứng nhu cầu nguồn nước phục vụ sản xuất. Đến nay, về cơ bản có trên 80% các vùng sản xuất nông nghiệp của địa phương đều được đảm bảo nguồn nước tưới. Huyện đã tập trung vào các giải pháp biện pháp như nào vét kênh mương rồi là À, củng cố lại các công trình thủy lợi. Cái trạm bơm Phú Mỹ và trạm bơm Đức Phổ thì không hoạt động được. Thì trước mắt thì huyện tập trung điều tiết nước cái hồ Đắc Lô các xã là ưu tiên nước để điều tiết phục vụ cho cái diện tích mà hưởng cái nước trầm bơm của Đức Phổ và trầm bơm của rõ ràng công tác đầu tư hạ tầng về thủy lợi đặc biệt là các chương trình kiên cố hóa kinh mương nội đồng xây dựng kế hoạch bảo đảm nguồn nước cho cây trồng mà huyện cát tiên đang triển khai không chỉ giúp người dân chủ động được nguồn nước cho sản xuất canh tác mà còn giảm thiểu thiệt hại do khô hạn gây ra đồng thời duy trì ổn định diện tích sản xuất nâng cao nguồn thu nhập cho người nông dân nơi đây Nội dung chia sẻ đáng chú ý trong chuyên mục chuyện nhà nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngaychuyendong gmail com hoặc gọi điện thoại về số 02633829930. Thiếu Phước và Kim Quý xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.